Big Daddy, Emily tổ chức lễ cưới vào tháng 8. Sau Việt đầu tiên xác nhận tham dự, fan thì mong ngóng không biết sẽ có tiểu phẩm gì trong lễ cưới không đây. Mới đây trên trang cá nhân, Emily đã chia sẻ loạt hình ảnh thiệp cưới được gửi đến người thân bạn bè. Theo đó, lễ cưới của Big Daddy và Emily sẽ được tổ chức vào tối ngày 3 tháng 8 tới. Thiệp cưới được thiết kế theo phong cách đơn giản, hình ảnh cặp đôi làm điểm nhấn. Chứng kiến happy ending của Big Daddy và Emily sau hơn một thập kỷ bên nhau, nhiều khán giả cũng dành những lời chúc đến cặp đôi. Big Daddy và Emily là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới giải trí Việt. Cả hai quen biết nhau từ năm 2009 khi đàn trai từ Nga trở về Việt Nam. Đến năm 2011, cặp đôi mới chính thức nói lời yêu. Tuy nhiên sau đó, cả Big Daddy và Emily đều gặp không ít khó khăn từ công việc đến cuộc sống. Đến 4 năm sau, khi bắt đầu mối quan hệ, Big Daddy và Emily cùng nhau vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và phát triển sự nghiệp. Sau đó cả hai lần lượt chào đón bé trai Bảo Nguyên sinh năm 2016 và Bảo Uyên sinh năm 2017. Trong vô vàn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả. Và lễ cưới diễn ra vào đầu tháng 8 tới là cái kết đẹp cho chuyện tình yêu đẹp, viên mãn của Big Daddy và Emily sau hơn một thập kỷ gắn bó.